Xin chào anh Trang, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Laptop Z và mình là Khải. Su. Vâng, và trong video news lần trước mình có làm về chiếc ThinkBook Plus 17 thì anh em có comment rằng là nếu không có máy trước mặt thì đừng có làm review. Vâng, thì hôm nay mình đã tạo ra một chiếc Xiaomi, mặc dù nó không phải là Xiaomi nhưng mình vẫn tạo ra nó, biến nó thành một chiếc laptop Xiaomi của Xiaomi nhá. Vâng, hôm nay mình sẽ làm số news về chiếc laptop có tên là Xiaomi Book E13. Và nếu các bạn đã từng mơ về một chiếc MacBook có thể gập mở 360 độ hay là một chiếc MacBook có thể cảm ứng hay là mang lên giường để có thể ngồi nằm xem top này, YouTube hay là nghe nhạc thì MacBook không chiếc máy như vậy đâu. Nhưng Xiaomi có, vâng, đó chính là chiếc Xiaomi Book E13. Vậy chúng ta cùng tìm xem là chiếc máy này có những gì, liệu nó có được mệnh danh là MacBook của Windows hay không. Thì mời anh em theo dõi ngay sau đây nhá. Giờ thì intro đây. Tại chúng mình chưa có bất kỳ một laptop nào đến từ nhà Xiaomi, nhưng mà biết đâu tương lai chúng mình có hay sao. Nên là các bạn quan tâm đến các sản phẩm của Xiaomi hay bất kỳ các mẫu laptop nào khác thì mình sẽ để link dẫn tới cửa hàng ngay dưới phần mô tả video cho anh chị theo dõi nhá. Giờ thì quay lại video chính đi. Chiếc Xiaomi Book E13 của chúng ta có mức giá là khoảng 5.000 tệ. 5.000 tệ thì sẽ tương đương là hơn 17 triệu Việt Nam đồng. Chúng ta sẽ có gì ạ? i5-1230U, 10x20 luồng, xung nhịp tối đa thì là 4.4GHz, có 16GB RAM, LPDDR5. Với phiên bản i7-1250U sẽ có mức giá là 5.600 tệ, tương đương với 19 triệu đồng. Vậy chiếc laptop Xiaomi này có những gì mà khiến các bạn liên tưởng ngay tới một chiếc MacBook nào? Cân nặng 1.19kg, rất mỏng nhẹ với độ dày chỉ từ 12.1 đến 13.7mm. Có cái màu sắc, cái thiết kế này, thực sự là mình không thể nào không liên tưởng tới MacBook được. Và bàn phím thì có cái màu sắc đen, có cách bố trí phím, rồi là layout phím thực sự rất giống MacBook, đặt trên một cái phần mặt bàn phím màu trắng. Các bạn thích một chiếc MacBook nhưng lại muốn sử dụng một chiếc laptop hệ điều hành Windows thì giờ đây chúng ta đã có một chiếc máy kiểu như vậy rồi đấy. Để tăng thêm sự sang trọng thì chiếc Xiaomi Book E13 đã được cắt CNC ở phần khung viền máy. Đây, ở đây này, đây nữa này, đấy. Cam thì lại được đặt ở góc phía bên dưới, phía bên trái dưới về viền màn hình. Thiết kế này thì không phải là mới lạ nhưng sự rất ít các chiếc laptop làm như vậy. Hồi xưa thì có một số dòng Dell hay là chiếc Huawei MateBook đặt ở phần chính giữa viền màn hình. Giờ đây thì Xiaomi Book E13 đặt ở phần lệch sang phía bên trái. Với bản thân mình thì có lẽ là mình không thích thiết kế này cho lắm, bởi vì khi mà mình học online mình sẽ có bài kiểm tra ấy. Thế là mình sẽ để một số cái như là điện thoại hay là sách vở gì đó ở đấy, thì để cam ở đấy biết đâu nó lại lộ ra mất thì sao? Chết, không được. Cái cam này sẽ hỗ trợ lên đến 8 megapixel khi mà chụp ảnh, còn với quay video sẽ hỗ trợ là 1080 60fps ở tỷ lệ 16:9, còn 1440p 30fps ở tỷ lệ 4:3. Không có danh là một hãng chuyên làm về điện thoại, Xiaomi đã đưa một cái công nghệ thường có trên điện thoại, đó là cái nút nguồn đặt ở khung viền bên này, sau đó thì tích hợp thêm công nghệ là mở khóa bằng vân tay. Đương nhiên là cũng có một vài mẫu laptop đã làm như vậy rồi, như là chiếc Lenovo Yoga hay là một số dòng của HP, nhưng mà cũng là một chi tiết thú vị đấy chứ. Còn ở vị trí nút nguồn bình thường thì Xiaomi đã tích hợp thêm nút tắt bật nhanh trợ lý ảo CLAI. Cũng đang tiện nói về cổng kết nối ở hai bên thì mình cũng giới thiệu luôn. Xiaomi Book E13 có hai cổng C hỗ trợ Power Delivery, công nghệ Thunderbolt 4 cùng với cả một cái nơi này mình nghĩ là có thể là nơi để sạc không dây cho cái bút. Còn về vấn đề mua máy có kèm theo cái bút không thì mình không rõ. Anh em nào mà có thông tin gì hay là hiểu rõ tiếng Trung thì có thể comment ở phía bên dưới thông não cho mình cũng như là anh em kênh Laptop Z được biết nhá. Về màn hình thì sao, chúng ta có gì nhỉ? Một cái màn hình 13.3 inch, tỷ lệ 16:10, độ phân giải 2.8K, độ bao phủ màu sẽ là 99% sRGB, 85% Adobe RGB, 97% DCI-B3, điệu tên đa E là 1.36, độ sáng là 380 nit và tần số quét là 60Hz. Thì chiếc màn hình này mình đánh giá là có thể là thoải mái với những màn đồ họa đấy. Nhưng mà kích thước 13 inch thì có lẽ là hơi bé, cho nên là nếu anh muốn làm thì anh hãy cắm ra màn hình rời để có thể là đạt được hiệu quả làm việc tốt nhất nhá. Đi sâu hơn vào trong máy đi, chúng ta sẽ nói về phần cấu hình. Thì chiếc máy này sở hữu i5-1230U, 10x12 luồng, xung nhịp tối đa là 4.4GHz, có 16GB RAM LPDDR5 và thật là tuyệt vời. Chiếc máy này có cạc Wi-Fi của Intel AX211. Anh em thắc mắc tại sao là phải là cạc Wi-Fi của Intel thì anh em hãy vào kênh Laptop Z và xem video trước nhé. Chúng mình có giải thích lý do tại sao là cạc Wi-Fi Intel nó ngon, rồi cạc Wi-Fi của một số hãng khác 3.3, nó sự là hơi tệ. Khi mà test với Cinebench R20, chiếc máy này cho ra số điểm là 508, sẽ thua 10 điểm so với chiếc i5-1135G7 và sẽ thua i5-1240P cũng như là i5-12500H từ 15 cho đến hơn 20%. Khi chơi game, trong video mình xem thì chỉ có test tựa game Dota thôi,
thì tựa game này xét ở mức đó là Full HD thì trung bình FPS đạt khoảng 55,8 FPS. Khi thực hiện bài kiểm tra stress test thì nhiệt độ max sẽ là 88 độ C, trung bình là 67 độ C. Điện thì ăn tối đa là 23W, trung bình sẽ là 9W, xung nhịp từ 1,4 GHz cho đến 1,9 GHz. Về phần tản nhiệt thì có lẽ là chiếc máy này cũng như ba mẫu Ultrabook khác thôi, sẽ đặt cái phần tản nhiệt ở giữa phần mặt bàn phím cũng như là phần màn hình. Thế cho nên là nhiệt tập trung nhiều nhất ở phần này. Được trang bị thêm công nghệ đó là Vapor Chamber hay là tản nhiệt buồng hơi, cho nên là nhiệt độ khi mắc ở bài test này chỉ 88 độ C. Mình nghĩ là Xiaomi cũng đã làm rất tốt rồi chứ, làm rất cố gắng, bởi vì chiếc laptop này thực sự là rất nhỏ và cũng rất mỏng. Và với mức hiệu năng không quá mạnh nhưng mình nghĩ là đủ dùng như vậy, cộng thêm một cái màn hình đẹp thì mình nghĩ là có lẽ là sẽ rất phù hợp cho anh em làm đồ họa nhẹ nhàng như là chỉnh sửa ảnh này, hay là chỉnh sửa video ngắn, hay là edit video tăng lên top top chẳng hạn. Còn chơi game thì mình nghĩ là anh em hạn chế thôi, vì một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ như vậy thì không gánh được những tựa game nặng đâu. Và anh em nghĩ sao về một chiếc laptop có ngoại hình đẹp, mỏng nhẹ, rất giống một chiếc MacBook luôn, thậm chí là chiếc MacBook có thể xoay gập 360 độ rồi là cảm ứng trên nó nữa, một cái màn hình đẹp, hiệu năng thì vừa đủ dùng. Anh em hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Còn giờ thì xin cảm ơn anh em đã xem tới TV tận đây. Hãy nhớ like, share và subscribe cho YouTube của Laptop Z. Còn mình là Khải. See you. Bye bye.